Minh Audio Đông xin chào quý vị và các bác. Hôm nay Cửa Hàng sẽ lên sóng mời các bác theo dõi một bộ âm thanh. Bộ này có thể chơi đa di năng hay cũng có thể gọi là chơi bạo lực được. Có nghĩa là nó là một hai sản phẩm này đều là những sản phẩm hàng gấu của dòng Onkyo. Mẫu loa Onkyo D66X này thì nó là một trong những mẫu loa danh tiếng về tiếng bass, về giải trầm các bác nhá. Đôi loa này có kích cỡ đưa loa bass là 26,5 đó, loa mid 100, loa chép 25, loa 3 đường tiếng. Loa này khá nặng, khá nặng so với cái phân khúc bass 25, 26 nói chung đó. Nó nặng tầm khoảng gấp rưỡi so với những đôi loa bình thường khác. Nó đánh bạo lực luôn về giải bass. Và cái chuyện ghép vang hát karaoke thì nó quá đơn giản. Và đôi loa này nó có tiếng bass thì nhiều đôi loa bass 35 khác, nhiều đôi loa cổ bass 35 khác phải ngước nhìn nó thả bom anh em nhé. Cửa Hàng đang phối ghép đôi loa với một con âm ly cũng hàng khủng của Onkyo. Hình thức đẹp xuất sắc luôn anh em ạ. Anh em có thể thấy con âm ly đẹp xuất sắc luôn. Hàng gấu chạy 8 sò, 2 tụ lọc to cao, 2 nguồn 210W 100V, được thiết kế chạy 2 cầu loa A cộng B. Mời các bác cùng nghe qua một chút con âm ly này. Cửa Hàng báo giá cho anh em 5,5 triệu. Còn đôi loa giá 7 triệu, báo giá chuẩn luôn, giá tại Cửa Hàng. Giá rất tốt trong cái mùa hè năm nay đó. Một bộ đôi sản phẩm của dòng Onkyo. Anh em chỉ cần ghép vang vào là có thể chơi karaoke hoặc nghe nhạc các loại luôn. Rồi em xa tôi cho mùa đông tuyết răng ngập lối. Còn gì đây em ơi, còn lại đây trong phút giây cuối. Giữ đời lời vui cho nhau, kỷ niệm mình vừa ban đầu. Mời anh em xem qua mặt sau của đôi loa. Loa này có kích cỡ bề cao là 60, còn bề ngang và bề sâu tầm 3 mấy cm. Đó, bề ngang thì nó dài hơn bề sâu một chút. Tuyến loa đẹp xuất sắc anh em nha. Loa rất nặng luôn. Anh em có thể cảm nhận nó như là hai khối gỗ ấy. Các bác có thể nhìn mặt sau đây. Đó, đôi loa mặt sau đẹp mê ly luôn, hàng tuyển chọn. Loa 3 đường tiếng, viền kim loại bóng loáng. Đây thông tin của loa. Loa thì có trở kháng từ 4 đến 6 ohm, độ nhạy 91, 20 kg, sản xuất tại Nhật, 55 đến 160W. Tuyến loa quá sắc nét luôn, chắc chắn, cứng cáp. Sở hữu những dòng loa kiểu này thì anh em sẽ chơi đa di năng, nhạc nào cũng có thể ngọt nước được. Đây anh em xem tiếp mặt bên loa này. Đó, chằn chặn luôn, phải nói là chằn chặn luôn. Ok, bây quay trở lại đến phần âm ly. Xin nhắc lại giá cho anh em, đôi loa giá chỉ 7 triệu đồng thôi. Chỉ 7 triệu đồng thôi nhưng mà nhiều đôi loa bass 30, 35 phải ngước nhìn nó về nó thả bom anh em nhé. Còn âm ly, anh em có thể xem mặt sau. Anh em thấy hai tụ lọc đây này. Đó, một nguồn chỗ này và một nguồn chỗ này. Một nguồn to, một nguồn nhỏ, 8 sò than. Mặt sau, thông số. Sản xuất tại Nhật, 210W, 100V. Đẹp xuất sắc luôn. Cửa Hàng mời anh em nghe chút nhạc bạo lực, nhạc bát mạnh. Hãy subscribe.
bạo lực luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Nó dành cho anh em nào thích những kiểu loa mạnh mẽ, những kiểu loa đánh hầm hố mạnh mẽ thì đây nó là sự lựa chọn anh em nhá. Loa 3 đường tiếng bass 26.5 màng carbon đánh kinh điển luôn. Những dòng loa màng carbon thì nó sẽ mạnh mẽ hơn dòng loa màng giấy anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.